Lý do thật sự khiến Minh Hằng giấu mặt ông xã lần đầu được tiết lộ. Sau nửa năm làm vợ, Minh Hằng cuối cùng đã lên tiếng về nguyên nhân tại sao luôn giấu mặt ông xã khi chụp hình đăng tải mạng xã hội. Và nguyên do là từ yêu cầu của chính ông xã Minh Hằng. Minh Hằng và doanh nhân quốc bảo chính thức về chung một nhà vào tháng 6 năm 2022. Cặp đôi tổ chức hôn lễ lãng mạn tại một resort riêng tư ở Vũng Tàu. Dù thông tin của ông xã Minh Hằng nhanh chóng được tìm ra, nhưng cô nàng tuyệt nhiên không công khai mặt chồng. Thi thoảng khi quay video hay chụp ảnh cuộc sống khoe fan thì Minh Hằng cũng chỉ lộ một góc mặt của người thương. Sau 6 tháng, Minh Hằng cuối cùng cũng lên tiếng giải thích về hành động của mình, hóa ra cô nàng được chồng yêu cầu làm như vậy. Ngay từ đầu Hằng có hỏi anh là anh có muốn được công khai hay không, vì bây giờ anh đã là chồng của em rồi, Minh Hằng chia sẻ. Ông xã doanh nhân đáp lại rằng cho anh xin thêm một thời gian, anh là chồng của em nhưng anh không phải là người của công chúng anh vẫn sẽ yêu em bằng tất cả trái tim của mình nhưng hãy cho anh đứng ở một góc mà nhìn em tỏa sáng trước mọi người chính vì sự tôn trọng quyền riêng tư và muốn bảo vệ anh khỏi sự chú ý của công chúng nên minh hằng đã đồng ý với điều đó cô rất tin tưởng ông xã và muốn anh có cuộc sống thoải mái nhất chứ không bị gờ bó khi kết hôn với cô qua chia sẻ của minh hằng cô gửi gắm mong muốn khán giả hiểu và thông cảm cho cuộc sống riêng tư của cô và chồng minh hằng là cái tên quen thuộc trong làng giải trí việt nam trong suốt một thời gian dài cô vừa sở hữu nhan sắc, tài năng ca hát và hiện nay đang chuyển hướng sang diễn xuất với sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cô ghi dấu trên tất cả các lĩnh vực cô tham gia. Chính vì vậy người hâm mộ của cô rất ủng hộ khi sau nhiều năm cô cũng đã tìm được bến đỗ bình yên là ông xã doanh nhân.